Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn chúng ta sử dụng cái công cụ lập trình Tibalt, những cái thao tác cơ bản ban đầu để chúng ta khởi tạo được một cái project với lại Tibalt. Thế thì như chúng ta biết, cái Tibalt nó cho phép chúng ta lập trình với BCS7 1200, BCS7 1500, BC300, 400, vân vân, và cũng như cho phép chúng ta thiết kế các cái hệ thống SCADA. Rồi, thế thì bây giờ để lập trình với Tibalt, chúng ta khởi động cái công cụ Tibalt lên. Thì cái version để lập trình cho Tibalt tôi đang dùng ở đây đó là Tibalt V15. Thì hiện nay chúng ta có một số những cái version có thể sử dụng được, đó là 13, 14, 15 vân vân. Và hiện nay chúng ta có bản mới nhất đó là V16. Vì tôi đang dùng ở đây là V15. Thì chúng ta khởi động cái công cụ Tibalt lên. Thì cái tool này chúng ta có thể cài đặt vào máy của mình để lập trình ở nhà. Thế thì Tibalt nó khá là nặng. Chính vì vậy tôi khuyến cáo các máy tính chúng ta để cài đặt cái Tibalt thì chúng ta nên máy chúng ta nên cấu hình nó mạnh mạnh một chút. Rồi bây giờ tôi sẽ nêu một cái project mới. Chạy cũng khá là lâu lâu đó ha. Rồi, chúng ta sẽ nêu một cái reset mới. Ở đây chúng ta sẽ có những cái thao tác với cái reset này. Đầu tiên, cái việc đầu tiên chúng ta khởi tạo với cái reset này thì chúng ta sẽ config device, tức là chúng ta cấu hình cái thiết bị của cái hệ thống mà chúng ta sẽ sử dụng. Thì bây giờ chúng ta vào cái config device. Thì công việc device này chúng ta sẽ add new cái device. Thì cái thiết bị mà chúng ta sẽ sử dụng ở đây đó là con F7 1200, 1500, 300, 400 và các hệ thống mạng phân tán vân vân. Thì ở đây mình sẽ sử dụng là lập trình cho F7 1200, thì chúng ta sẽ sử dụng con F7 1200. Rồi thì trong con cái bảng ngàn hai này, ví dụ tôi xài là con 1214 DC 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 thì chúng ta xài con siêu nào thì chúng ta chọn đúng cái dòng siêu mà chúng ta sẽ sử dụng. Thì riêng trong cái dòng 1214 DC DC này nó cũng có nhiều cái mã thiết bị khác nhau, thì chúng ta chú ý cái con siêu mà chúng ta đang dùng với cái mã thiết bị nào thì chúng ta nhớ chọn đúng cái mã thiết bị đó của mình ha. Thì chúng ta cấu hình rồi ở đây chúng ta chọn ví dụ con siêu có mã là 6S7214 rồi 1AG40 khối B0. Tôi chọn con siêu này. Rồi, thế thì con siêu 1214 DC-DC nó đã khởi tạo ra đây cho mình. Thế thì trong cái con siêu này thì chúng ta có một số cái mà chúng ta cần phải chú ý. Ví dụ, đầu tiên chẳng hạn như là cái cổng SMS. Thế thì cổng Ethernet này chính là cái cổng để chúng ta truyền thông, chúng ta nạp chương trình hay là chúng ta giao tiếp với nó. Thế thì để giao tiếp hay là truyền nạp chương trình với con siêu này, chúng ta nhớ cái địa chỉ của cái cổng Ethernet này. Thế thì địa chỉ cổng Ethernet là bao nhiêu thì chúng ta xem đây. Rồi, dưới đây chúng ta có cái Ethernet address. Thì cái Ethernet address nó có cái địa chỉ IP, thì địa chỉ IP này bao nhiêu thì chúng ta xem nó có địa chỉ IP là 192.168.0.1 rồi 255.255.255. Thì chúng ta nhớ cái IP này. Thế thì để giao tiếp hay là truyền dữ liệu được vào con siêu này thì chúng ta sẽ các thiết bị khác chúng ta cũng nhớ cái địa chỉ IP này để chúng ta cấu hình và chúng ta giao tiếp và truyền dữ liệu với nó. Rồi thì tới chỗ cái thằng này thì tôi nói luôn, để giao tiếp và nạp được chương trình vào cho con siêu này thì chúng ta cần phải cấu hình cái IP của máy tính. Thế để cấu hình cái IP của máy tính thì chúng ta vào cái IP của máy tính. Chúng
chúng ta xé cái IP của máy tính mình. Thế thì để nạp được chương trình vào cho con show này thì chúng ta cần phải cấu hình cái IP của máy tính, nó phải cùng cái lớp mạng 192.168.0, và cái đuôi này nó sẽ phải khác một trên cùng cái lớp mạng với nhau, và cái subnet mask là 255.255.255. Rồi, Ethernet. SNS. Rồi, cái mạng chúng ta sử dụng của máy tính. Hay version V4 chúng ta routing đó. Rồi thì cái IP này mặc định của máy tính chúng ta nó default, tức là nó cấp phát IP tự động. Thì đây chúng ta không cho nó cấp phát IP tự động nữa mà chúng ta set cái IP cố định cho cái cổng Ethernet trên máy tính của mình. Ở đây chúng ta sẽ thiết lập cái IP cho máy tính. Thì cái IP cho máy tính chúng ta phải cùng cái lớp mạng như cái con PC lúc nãy chúng ta thấy, đó là 192.168.0. Hãy quay lại cái con PC của mình, IP nó bao nhiêu? Đây, 192.168.0.1, subnet là 255.255.255. Thế bây giờ máy tính mình IP là bao nhiêu thì chúng ta nhớ nó phải cùng lớp mạng là 192.168.0, và cái đuôi này nó sẽ khai thác một, ví dụ là chúng ta là hai chẳng hạn. Rồi subnet 255, ok, close. Rồi thì chúng ta đã cấu hình cái IP trên máy tính xong, nhớ IP nó phải cùng cái lớp mạng với lại máy con siêu của mình ở đây. Rồi, hoặc là trên cái hệ thống mạng này chúng ta có thể giao tiếp với lại các cái thiết bị có cái cổng Ethernet khác nữa, thì chúng ta cũng phải nhớ là setup cùng IP. Ví dụ chẳng hạn như chúng ta hệ thống chúng ta có 3 4 con PC ngàn hai nào đó, thì con PC thứ nhất chúng ta sẽ có cái IP là 192.168.0.1, cái thứ hai là 192.168.0.2, 192.168.0.3.4.5, và cái máy tính chúng ta sẽ là chấm x nào đó mà nó khác các IP trên con PC. Như vậy thì tất cả các thiết bị nó cùng hòa vào cái mạng Ethernet này, và nhớ là cái đuôi IP này nó sẽ là khác khác nhau. Rồi cái thứ hai nữa mà chúng ta chú ý đó là cái địa chỉ IO trên con PC. Đây là cái địa chỉ IO trên PC là bao nhiêu để chúng ta biết chúng ta sử dụng để lập trình. Thì đây con PC này chúng ta có cái IO đây, DI14 và DQ10, tức là nó có sẵn chúng ta 14 cái cổng vào số và 10 cái cổng ra số. Thế 14 cổng vào số, 10 cổng ra số này cái địa chỉ nó là bao nhiêu? Chúng ta có IO address. Thì cái địa chỉ default mặc định của nó ở đây chúng ta thấy nó là start address and address. Start address là 0. And address là 1, tức là cái IP của nó sẽ chiếm hai byte, đó là byte 0 với byte 1. Thì đó có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là cái chân đầu tiên của cái ngõ vào trên con PC này nó sẽ có địa chỉ là y0.0 rồi y0.1, 0.2 cho tới 0.7, và tiếp theo sẽ là 1.0, 1.1, 1.2 cho tới 1.7. Thì cái địa chỉ này chúng ta có thể sử dụng cái default mặc định, không thích thì chúng ta chọn lại cái địa chỉ khác. Ví dụ tôi thích tôi chọn là 150 chẳng hạn, thì nó sẽ là 150, 151. Vậy thì khi đó cái địa chỉ trên các cái chân ngõ vào này nó có địa chỉ là bao nhiêu? Đó là 150.0, 150.1, 150.2 cho tới 150.7. 151.1.0.1.2.7. Rồi, đó là cái ngõ vào. Đây tôi xài cái đặc định đi. Không. Rồi, đó là ngõ vào. Thế còn ngõ ra tương tự như vậy. Thì chúng ta có thể sử dụng cái default cái mặc định của nó. Tức là ngõ ra Q thì Q00.01 tới 07 và 1Q10.11 cho tới 17. Không thích thì chúng ta có thể chọn cái ngõ ra Q khác. Và đặt IO là bao nhiêu, set IO là bao nhiêu thì chúng ta nhớ cái địa chỉ đó, để chúng ta khi chúng ta lập trình thì chúng ta nhớ xuất đọc cái chương nào thì chúng ta biết cái input của nó địa chỉ bao nhiêu, và xuất ra cái chương nào thì chúng ta biết cái output nó là bao nhiêu để chúng ta lập trình xuất ra đúng cái chương của nó. Rồi chúng ta cấu hình input boost. Bây giờ chúng ta compile. Cái compile xem coi cái cấu hình này nó có vấn đề gì không. Nếu mà không có vấn đề gì, ok thì chúng ta có thể nạp cái cấu hình này xuống thiết bị để chúng ta kiểm tra. Rồi, chúng ta
không error, ok, có một cái warning gì đó, không sao. Rồi thì chúng ta có thể nạp được cái phần cứng này xuống bằng cách là nhấn vào nút download để nạp được cái hardware này xuống hệ thống. Thì sau khi nạp cái hardware này xuống hệ thống rồi, chúng ta quan sát hệ thống chúng ta nó tương thích à, tức là quan sát trên các cái đèn báo trên console của mình xem nó có cái sự cố, cái lỗi nào về phần cứng hay không, thì nó sẽ sáng cái những cái đèn đỏ trên console lên à, còn nếu không tất cả đèn xanh đều sáng thì ok, phần cứng chúng ta tương thích. Rồi sau khi chúng ta cấu hình phần cứng xong thì cái phần tiếp theo đó là chúng ta sẽ lập trình. Thì để lập trình chúng ta sẽ vào program log à, chương trình. Thì cái chương trình đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng để viết đó là cái chương trình trong vùng main, là cái vòng lập chính à. Vậy thì đầu tiên chúng ta lập trình trên main à, sau này chúng ta có thể sử dụng những cái khối chương trình khác nâng cao hơn như là các cái khối hàm FB, FC vân vân, thì chúng ta sẽ sử dụng những cái khối hàm đó. Bây giờ đầu tiên ở đây chúng ta dùng cái main trước ha. Rồi thì chúng ta vào cái khối main, thì đây là cái giao diện để chúng ta lập trình trong cái khối main này. Thì các cái chương trình chúng ta viết ở đây sử dụng các cái lệnh nằm trong các cái nhóm lệnh như là basic injection à, hay là các extension injection, accessory communication hay là option package vân vân. Thì cái cơ bản liên dẫn đầu tiên thì chúng ta dùng các lệnh nằm trong cái bit là basic injection, chúng ta nhận cái lệnh này. À, thì các cái lệnh này nó có các lệnh về bit logic, về timer, về counter, về các cái so sánh hay là các cái hàm toán học hay lệnh dịch chuyển vân vân, thì chúng ta dùng các cái lệnh ở đây. Ví dụ chẳng hạn như những cái lệnh nằm trong bit logic thì đây chính là những cái lệnh nằm trong bit logic, hay là những cái lệnh nằm trong timer thì đây chính là những cái timer, hay là các cái counter chúng ta có các cái counter, các cái lệnh về so sánh vân vân. Tất cả những cái lệnh này trên lớp lý thuyết thì chúng ta đã học được hết rồi. À, thì ở đây chúng ta sẽ sử dụng những cái lệnh này để viết các cái chương trình này. Thì chương trình viết rất đơn giản, là chúng ta chỉ việc kéo và thả thôi. Chẳng hạn tôi viết một cái chương trình đơn giản như thế này. Rồi tôi muốn làm một cái mạch duy trì, tôi sẽ móc số, làm cái mạch móc số vô. Rồi tôi muốn làm cái mạch duy trì chẳng hạn. Rồi sau đó chúng ta khai báo địa chỉ IO cho những cái tiếp điểm này, ví dụ đây là y0.3, rồi đây là y0.5 ví dụ vậy ha. IO chúng ta phần cứng chúng ta đấu nối địa chỉ nào chúng ta nhớ khai báo chính xác. Rồi, ví dụ ở đây chúng ta có cái q0.2 chẳng hạn. Rồi đây mạch duy trì chúng ta có một cái Q0.2 duy trì. À, tiếp tục viết, chúng ta viết những cái lệnh gì đó, chúng ta sẽ tiếp tục vào network 2, network 3, network 4, chúng ta viết, viết tiếp. Rồi thì sau khi viết xong chúng ta còn bài thì chúng ta biên dịch và kiểm tra lỗi cú pháp của cái chương trình chúng ta mới viết. À, còn bài xong thì xem nó có lỗi không, chúng ta kéo này lên chúng ta coi cái error. Thì đây chương trình chúng ta không có error, thì chúng ta có thể nạp cái chương trình này xuống để cho hệ thống chạy. Rồi ví dụ chẳng hạn như nếu mà chúng ta bị error, chẳng hạn tôi xóa này này. Rồi à, tôi compile cái coi à, có lỗi không, tức là có error. Vậy thì chương trình này chúng ta đang có lỗi thì chúng ta không thể nạp được chương trình này xuống, hay là chúng ta chạy mô phỏng gì được, thì chúng ta phải sửa chỗ này cho nó hết lỗi thì thôi. Ví dụ như đây sửa lại Q0.2. Ok. Rồi, ta compile lại coi hết lỗi chưa. Này, hết lỗi. À, thì sau khi hết lỗi chúng ta có thể download cái chương trình chúng ta nó xuống và xuống hệ thống xem coi chương trình mình nó chạy như thế nào. Rồi, vậy thì đó là cái phần cơ bản để chúng ta làm quen cấu hình được một cái phần cứng cũng như là viết cái chương trình đơn giản để chúng ta test thử. Sau đó chúng ta sẽ làm tiếp những phần nâng cao hơn.